Dạ xin mến chào quý cô bác anh chị nha, hiện tại em đang có mặt gần ngay chỗ cầu Mỹ Thuận đó nha. Thì ngay chỗ này nó kẹt xe quá trời luôn cả nhà ơi. Thì đang trên đường em cũng đi công việc hết cả nhà. Rồi em quay chia sẻ cả nhà mình xem, bây giờ em không biết đường sao đi qua nữa nè. Quá trời kẹt xe luôn. Thì đây mình chạy lên đó khoảng chừng vài trăm mét là khoảng 200 khoảng 300 mét là tới dạ dốc cầu Mỹ Thuận 2 nha cả nhà. Mà bây giờ muốn qua lộ qua không được cả nhà. Không riêng gì em nha, hồi nãy là lúc đó em chạy em đổ về đây nữa nha, không có đường qua luôn, quá trời xe luôn cả nhà, hướng trên đây kẹt cũng kinh khủng luôn, còn là xe lớn không à. Thì hôm nay là mùng 6 Tết Xuân Giáp Thìn 2024 cả nhà, kẹt xe kinh hoàng luôn. Và bây giờ em đậu đây rồi em không biết sao em qua nè, bây giờ em chạy lên em qua cũng không được, mà em chạy qua em qua cũng không được nữa đó. Giờ mấy người đó đi qua qua không được luôn kìa đó, rồi đứa em gái đó giờ muốn qua qua không được luôn, quá trời xe luôn cả nhà, kẹt chìm kinh khủng rồi chứ. Bây giờ em không biết đường sao qua nữa, kẹt kinh hoàng luôn. Hôm nay không biết sao mà cái hướng ở dưới cầu Mỹ Thuận nó chạy lên đây nè cả nhà, chạy hướng lên hình như là hướng này lên trên xe rác hay gì á, quá trời kẹt luôn. Bây giờ xe bự bự không à, sao qua được. Toàn là xe đủ thứ xe luôn, quá trời kẹt rồi. Bữa nay mùng 6 người ta đi làm á cả nhà, đi nhiều ha, xe quá trời luôn, giờ muốn đi qua không được luôn. Bây giờ chạy ngược chiều chạy cũng được cả nhà, chạy ngược chiều thì chạy ở dưới mé mé ngay chỗ người ta làm cái cống á, chạy cũng rất nguy hiểm đó, những cái chiếc xe nhỏ nó vô trong cái đường xe lớn, nó chạy lên vô trong cái đường xe mô tô hai bánh nó chạy luôn, rồi nghĩ sao chạy ngược chiều được. Bây giờ chạy thuận chiều lên không biết sao qua lộ nè. Quá trời cả nhà ơi, giờ sao qua lộ cả nhà ơi. Phải biết nãy ké với chiếc xe hơi đó qua luôn được quá nha, thật là nó tiếc. Rồi đứng đây phơi nắng thấy bà nội luôn, hướng này đang đổ lên nè, nhìn như là đổ lên xe rác hay gì á, hay là đổ lên cao tốc chuyển biết nữa. Giờ em đang đứng ở chỗ này như đổ lên xe rác thì á, kẹt kinh khủng luôn, giờ không biết sao qua đây nữa. Để em gắng tranh thủ qua hướng bên kia, qua được bên kia cả nhà, rồi em quay chia sẻ cho cả nhà mình tiếp nha. Quá trời nắng cả nhà, đứng nãy giờ phơi nắng chịu không nổi luôn đó. Thì giờ này em qua được cái con lộ ha cả nhà, thì hồi nãy nó kẹt kinh khủng luôn, giờ này nó mới giãn giãn lại nè cả nhà. Thì cái hướng này là mình đi có cái tấm bảng bên phải cả nhà thấy không, là đi thẳng là đi thành phố Vĩnh Long, mình quẹo phải là đi Mỹ Thuận Cần Thơ ha. Bữa nay không biết sao mà cái hướng đi lên trên xe đét nó nhiều hết sức nhiều luôn, kẹt kinh hoàng luôn rồi cả nhà, mới giãn á cả nhà. Hồi nãy là em đứng em phơi nắng phải chừng nửa tiếng mà qua lộ không được. Đó mình đi thẳng lại đằng kia là sẽ lên cầu Mỹ Thuận 1, cầu Mỹ Thuận 2 cả nhà. Cầu Mỹ Thuận 2 là đi đường cao tốc, còn cầu Mỹ Thuận 1 thì xe nào đi cũng được hết. Đó nó mới giãn giãn ra đó. Quá trời đông luôn cả nhà, không nhận thiệt.
Thì bữa nay cũng là mùng 6 Tết rồi hai cả nhà, thì bà con cô chú anh chị mình đang chuẩn bị cụ bị đồ đạc đi làm ở nhà, có người đi sáng, có người đi trưa, có người đi chiều ha. Người ta muốn đi giờ nào thì người ta đi giờ đó. Khúc đây là như là cái hướng quẹo đi vô cao tốc ha, thì hướng cao tốc đi xuống thôi hai cả nhà. Quá trời kẹt xe luôn, nó đổ lên cái hướng lên xe đét các nhà, đổ lên hướng xe đét kẹt kinh khủng luôn. Rồi đằng đó nó trùng cục nữa kìa, cũng hơi nãy em đứng ngay khúc này em qua được, mà phải nãy em chạy đi theo lên luôn trên đó rồi không biết sao mà qua nữa. Cái hướng đi lên thì nó đông các nhà, hướng đi lên thì nó đông xe nhiều hơn là cái hướng trên xe đét đi xuống. Chắc là mấy ngày này người ta đi lên xe đét chơi á, nhiều xe du lịch, nhiều xe ô tô đi. Quá trời kẹt xe luôn. Đậu ngay đây có cái bóng mát của cái trứng cá nè, xin chủ nhà đứng đây chút xíu. Rồi cái khúc này nó giãn giãn lại rồi nè, khúc ngay chỗ gần gia cầu Mỹ Thuận, nó giãn giãn lại đó cả nhà. Đó giờ này bà con cô chú anh chị mình đi làm quá nhiều ha, đang đổ về cái hướng thành phố Vĩnh Long để lên cầu Mỹ Thuận 1. Cầu Mỹ Thuận 2 thì không biết đi cái hướng nào nó trên đây. Hồi nãy lúc mà em qua cái dạ cầu Mỹ Thuận 2 á, nó có hai cái đèn mà ở phía trong thì nó cái ở phía trong thì nó đèn xanh đèn đèn đỏ vậy đó, hai cái đầu đèn rồi em không biết đường qua luôn, rồi em đi thẳng luôn. Trên đây xe xuống cũng nhiều á nha, xe container rồi xe toàn là xe khách không à, xe khách giường nằm nhiều. Ở trên hướng xe đét đổ xuống nè, xe khách giường nằm quá nhiều luôn. Đó, xe nào xe nấy bành bành không cả nhà, xe mấy chục chỗ không à. Với xe tải thì bữa nay cũng ít cả nhà, chứ không nhiều. Đó, hồi nãy thì cái hướng ở dưới cầu Mỹ Thuận đổ lên kẹt cứng luôn, còn bây giờ ở trên hướng xe đét đổ xuống kẹt cứng lại. Thì giờ này ở đây trống rỗng rồi ha cả nhà, trống rỗng. Hồi nãy không biết sao dùng cục chữ. Đó, giờ này là trên đây đang đổ xuống nhiều hơn nè, rồi cái anh chiếc xe container đó mà anh chạy ra một cái là ngồi kẹt cứng nữa nè. Bữa nay bà con cô chú anh chị mình đi làm khá là đông nha cả nhà, hôm gà ăn Tết bữa nay phải cụ bị quần áo đi rồi. Thấy không, anh xe container này mà quẹo ra ăn cái là ở dưới dùng cục liền. Bà con mình bữa nay cụ bị quần áo đồ đạc đi quá trời luôn coi kìa, cái hướng xe đét đổ xuống cũng khủng khiếp không. Bớt kẹt hay cả nhà, nãy kẹt ghê hồn luôn. Giờ em mà lên trên đây em không biết cái hướng đi là sao luôn đó cả nhà, đi tầm bậy tầm bạ xe nó của cái là nguy hiểm lắm. Quá trời xe luôn cả nhà ơi, nó dồn cột lần cái cầu nắng rồi cả nhà, nó dồn cột lần cái cầu Quyền Báo bằng nắng kìa nè, dồn cột bằng đây luôn nè, cầu Quyền Báo. Quá trời xe đẳng luôn.
quá trời xe luôn. À, bà ngoại bà đi lượm ve chai cả nhà thấy cực khổ ghê luôn. Thì mình cũng không có khả năng nhiều, nếu mình cho ngoại có 20.000 mua hộp cơm ăn cả nhà. Thì cũng hy vọng cái kênh em quay lên được nhiều người xem biết đến, sau này kênh em phát triển có được tiền nhiều thì em cũng đi quay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Chứ giờ kênh em cũng còn nhỏ quá, cũng mới làm nên cũng không có nhiều, nên không có giúp đỡ được nhiều người. Hy vọng mà kênh sau này phát triển lên thì cũng đi quay rồi mình giúp đỡ cho mấy người nghèo khổ ha cả nhà. Thì video chia sẻ lên mọi người có xem nhé, chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết ha. Mùng 6 Tết nó kẹt kinh hoàng luôn. Đó giờ xe xuống nhiều nè cả nhà, hồi nãy ít ít chứ giờ nhiều nè, cũng là trên hướng Sa Đéc đổ xuống ha cả nhà. Quá trời luôn. Bớt kẹt lại rồi đó chứ hồi nãy nó kẹt kinh khủng luôn mà, không có chạy được luôn á. Qua lộ không được luôn. Giờ này người dân mình cũng rồi, giờ này xe nó cũng giãn cũng bớt kẹt rồi cả nhà. Thì giờ này em ngưng clip cả nhà, chừng nào có kẹt xe khúc nào nữa em quay chia sẻ cả nhà mình xem đó nha. Đó giờ này bà con cô chú anh chị mình người ta cụ bị đồ đạc đi làm quá trời luôn cả nhà. Em đang đứng dưới giờ cầu Mỹ Thuận 2 ha. Bây giờ cầu Mỹ Thuận 2 đó, xe chạy tấp nập luôn, nhiều xe cộ luôn đó nha, quá trời luôn, ta đi làm đông nghẹt luôn cả nhà. Giờ này dưới dốc cầu Mỹ Thuận 1 bà con mình đang đổ ngoài thành phố khá là đông nha cả nhà. Thì hôm nay là mùng 4 Tết ha, xe cộ đổ lên thì luôn, nhưng mà đỡ cái là năm nay không có bị kẹt xe nha cả nhà, là lý do tại vì năm nay là cầu Mỹ Thuận đã thông xe rồi ha, nên không có bị kẹt xe như mấy hồi năm rồi nữa. Quá trời luôn bà con mình, bữa nay cụ bị đồ đạc này kia để đi làm đó cả nhà. Ngày này bà con cô chú anh chị mình đang chuẩn bị cuộc hành trình qua cầu Mỹ Thuận để đi làm cả nhà ơi. Quá trời đông luôn, chở rất là nhiều người ta luôn, đồ đạc nhiều luôn đó cả nhà. Đó lệnh kịnh luôn, xe đò, xe du lịch, xe buýt này kia nhóc hết trơn. Quá trời luôn cả nhà, nó đông. Tại vì không Mỹ Thuận ngang mình thông xe rồi nên nó không có bị kẹt xe như mấy năm trước đó cả nhà. Quá trời luôn cả nhà ơi, bữa nay mùng 6 người ta đi khủng khiếp luôn. Đứng này cặp lộ quay cũng sợ cả nhà ơi. Đã bây giờ chuyển đổi